Như Huỳnh mến chào quý khách và khách thân mến, thì em Huỳnh có rất là nhiều loại mai để giới thiệu cho cả nhà mình chuẩn bị đón Tết nha. Hoặc là mọi người đang có cái nhu cầu muốn trồng mai dạo Thủ Đức 8 đến 12 cánh. Và hôm nay thì Huỳnh giới thiệu một cái lô mai á, là nó được hai mùa, hàng này nuôi trong chậu và đôn lại rồi bây giờ ra cành nhánh rồi ha. Hai mùa nha cả nhà. Tất cả các cái cây thì nó đều có quấn rễ hết. Chậu cây thì nó cỡ như mấy ngón tay của em đây. Đó. Rồi, ví dụ có những kiểu như thế này mọi người. Những cái kiểu để mà đế nó dễ nở á mọi người. Đó, hàng đôn lại ha. Cao thì cũng khoảng 36 40 cm. Và cái nhà thấy nè, toàn cành nhánh sum suê ha. Đây. Đó, những cái loại này thì về Tết nay thì mình cũng chơi được Tết bởi vì nó đang ôm nụ rất là nhiều nè mọi người. Đó. Cái loại dạo Thủ Đức này thì mặt hoa của nó từ 8 cho đến 12 cánh ha. Hoa màu vàng. Chắc là ắt hẳn là khách hàng sẽ biết đến cái loại này rất là nhiều. Bởi vì loại này dễ chăm nè cả nhà. Tết thì dễ cho hoa. Đó. Thích hợp mọi miền luôn ha. Rồi cây như thế này chỉ có 120.000 một cây nha cả nhà. Và 4 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Mỗi cây thì em sẽ tặng cho mọi người một cây. Đế ha, đủ kiểu. Rồi số lượng của Huỳnh thì cũng có khoảng vài trăm cây nha mọi người. Ai yêu thích cái lô này, ai muốn trồng hoặc là muốn chơi Tết mini để bàn thì alo cho em ha. Nó đang ôm nụ chi chít nè cả nhà. Chúng ta thích loại nào thì alo cho Huỳnh trực tiếp số điện thoại là 0949 2345. Em sẽ trực tiếp em tư vấn và coi như là em ship hàng, chốt hàng với mọi người ha. Cả nhà có thấy cái cây này nè, củ đế nó nở nè ha. Có một số cây nó cũ nó nở nè cả nhà. Và đặc biệt loại này thì em đang nuôi nó ở trong chậu C8 nha mọi người. Chậu C8, hàng Thủ Đức hai mùa được nuôi trong chậu C8. Và cả nhà xem nè, giá thể là Huỳnh có thêm lên rồi. Nên là khi mà chúng ta nhận cây thì chúng ta cũng không cần phải mất thời gian chúng ta thêm giá thể hoặc là thay chậu. Với cái chậu như thế này nè cả nhà là nó đủ để nuôi nó từ đây tới qua Tết luôn ha, không cần phải thay chậu gì nữa hết, cũng không cần phải chơi chậu bự hơn. Nhưng mà nếu như ai thích cái dạng chậu kiểu á thì chúng ta có thể thay qua chậu kiểu, nhưng mà cũng cái chậu như thế này thôi nha cả nhà, đừng bự quá ha. Thì đối với cái cây á mà cái lượng phân như vậy là vừa đủ rồi đó cả nhà thấy ha. Hàng này thì cứ 120.000 một cây và 4 cây em sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Cả nhà yêu thích thì alo cho em ha. Loại này chúng ta trồng lại thì nó cũng khá là cứng cáp luôn nha cả nhà. Có những cây nó đế như thế này nè cả nhà. Đây. Rồi. Ai yêu thích thì alo cho em cái lô mai dạ Thủ Đức này ha cả nhà. Em sẽ cho mọi người xem thêm. Rồi, cả nhà yêu thích thì alo em ha. Đây là dạo Thủ Đức 8 đến 12 cánh. Rồi Huỳnh giao qua bên đây luôn. Huỳnh giới thiệu với cả nhà mình cái lô cúc Tân Châu 24 36 cánh. Và loại này thì cũng là hàng hai mùa luôn, liền cốt hai mùa. Đây mọi người. Đó, cây như thế này ha. Cây này thì nó đang ôm nụ nè cả nhà. Nó đang ôm nút nụ nè. Này mình cũng chơi Tết được luôn ha. Loại này thì 175.000 một cây, cây cao 36-40cm nha. Nó uống tàn thân hết rồi. Đang nuôi trong chậu C7 nha mọi người. Và cây như thế này 175.000 một cây. 3 cây thì em bao phí vận chuyển ha. 3 hoặc 4 cây là em bao phí vận chuyển. Và cả nhà nhìn thấy nè. Đó. Em ướm ngón tay vô là cả nhà có thể mường tượng được cái cây ha. Tại vì em quay cửa ly gần á. Thì cả nhà nhìn nó rất là to, nhưng mà em muốn cho cả nhà biết chính xác nhất về cái cây. Đó. Rồi. Thì 175.000 cây hết cả nhà. Và 3 cây em bao phí vận chuyển ha. Thì cả nhà mình yêu hết thì alo cho em nha. Em mến chào và hẹn gặp cả nhà mình ở video sau.